bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Như người uống nước nóng lạnh tự biết. Quán âm thất lần này đã hoàn thành viên mãn. Mọi người hãy trình bày cảnh giới mình đã trải qua để mọi người ở đây coi đó làm gương. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bạn có cảm ứng gì? Có cảnh giới gì, hoặc có khai trí huệ chưa? Hoặc là đã đoạn được phiền não chưa? Hoặc là đã phá được chấp trước chưa? Cũng như người uống nước nóng lạnh tự biết, mỗi người tự mình biết cảnh giới của mình, người khác không biết được. Các vị cần hiểu rằng đả thất không phải là một chuyện mình làm hùa theo, làm cho có lệ, làm bởi vì muốn tham gia náo nhiệt. Đây là một cơ hội để mình định kỳ thủ chứng, cầu chứng ngộ trong một thời gian hạn định, cho nên mình phải hết sức nỗ lực tranh thủ thời gian và dụng công, không được chểnh mảng một giây phút nào. Trong 7 ngày ở đây, hoặc giả có vị đã thấy Bồ Tát phóng quang, hoặc thấy hoa, hoặc có cảm giác thân tâm thanh tịnh, an lạc, vân vân. Đó chỉ là cảnh giới mà thôi. Hãy subscribe cho kênh Nhân Quả Luân Hồi.